Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Trên tường hiện tại đang gắn một cái wallbox, đây là cái trụ sạc cho những cái chiếc xe điện bên Duy các bạn. Thì với cái trụ sạc này thì các bạn thấy không, cái thiết kế của nó rất là đẹp, rất là hiện đại ha. Bởi vì là chiếc xe điện của chúng ta là một cái chiếc xe dành cho tương lai, một chiếc xe hiện đại các bạn nha. Cho nên các bạn nhìn thấy cái cục sạc thôi là các bạn cũng đã thấy rất là tuyệt vời rồi ha. Đây. Đó thì Duy nghĩ là với cái cổng sạc này các bạn thì nó cũng sẽ là tiêu chuẩn thôi. Đó, hiện tại thì tất cả những cái chiếc xe Mercedes-Benz mà bên Duy sau này các bạn, những cái mẫu xe EQ thì đều sẽ sạc qua cái wallbox này. Và cái wallbox này nó có giá khoảng bao nhiêu các bạn? Thì chỉ khoảng là 50 triệu đồng thôi. Đó, một cái wallbox như thế này ha, chúng ta phải mua thêm khi mà chúng ta mua những cái chiếc xe điện bên Duy. Đó, và hai cái chiếc xe điện mà ngày hôm nay Duy muốn giới thiệu đến quý anh chị và các bạn, đó chính là chiếc xe EQS 450 và EQS 580. Thì với hai cái chiếc xe EQS lần này các bạn, là hai cái chiếc xe điện mà cái phân khúc S-Class, có thể nói là phân khúc cao cấp nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ, và có thể nói là đây là cái chiếc xe cao cấp nhất trong những cái mẫu xe điện của Mercedes-Benz. Đó, về thiết kế thì các bạn sẽ thấy là đối với những cái chiếc xe điện á, thì nó cũng sẽ có một cái thiết kế rất là khác so với lại những cái chiếc xe mà xăng truyền thống. Điển hình là những chi tiết như thế này các bạn. Đây, các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt của chúng ta bây giờ nó sẽ không có những cái khe để mà cho không khí đi vào nữa ha, không có cho gió đi vào nữa, mà là một cái mặt bích luôn bằng kính màu đen nè các bạn. Và ở trên này nó có những cái logo Mercedes-Benz nhỏ ha, rất là hiện đại ha, vẫn là cái logo Mercedes-Benz truyền thống to bản ở phía trước ha. Ở đây thì có một cái camera 360 độ các bạn. Thì đối với cái phiên bản EQS 580 4MATIC hoặc là EQS 450, chúng ta đều có cái camera 360 độ này ha. Thì tại sao các bạn thấy là cái chiếc xe EQS 580 này nó gọi là 4MATIC các bạn? Bởi vì là nó vận động 4 bánh ha, nhưng mà nó sẽ không có cái cầu xe giống như những cái chiếc xe thông thường, mà là động cơ điện ở phía đặt ở phía sau và một cái động cơ điện đặt ở phía trước ha. Đơn giản như vậy thôi ha, thì nó gọi là 4MATIC rồi. Đó, và các bạn sẽ thấy nè, một cái điểm đặc trưng nữa là cái phần cụm đèn của chiếc xe của chúng ta nó được vuốt từ bên trái sang bên phải luôn ha, và ở giữa thì nó sẽ có một cái đèn kéo dài liền mạch luôn các bạn, nhìn thấy nó rất là hiện đại ha. Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là chiếc EQS này nó như thế nào các bạn. Nó có đẹp hơn những cái mẫu xe xăng hoặc là những cái chiếc xe S truyền thống hay không ha. Thì đối với Duy các bạn thì đây là một cái chiếc xe mang cái phong cách hiện đại, trẻ trung và tương lai ha, cho nên là nó cũng khá là phù hợp cho những cái khách hàng yêu thích công nghệ cũng như là những khách hàng trẻ. Và bây giờ đi sang bên hông một chút xíu nữa các bạn, Duy cho các bạn xem cái này. Cái phần bộ mâm xe của cái chiếc xe EQS 580 này các bạn, thì các bạn nhìn vào thấy nó rất là lạ ha. Nhìn vào cảm giác giống như là cái mâm của chiếc xe Maybach, mà cũng không phải cái mâm xe Maybach, mà là rất là giống như những cái chiếc xe điện ha. Các bạn nhìn thấy nè, nhìn vào là chúng ta cảm giác là đây là chiếc xe điện rồi. Và mâm này là mâm AMG luôn các bạn nha, mâm AMG. Kích thước lớp của cái lớp xe là 265/40R21, và bánh sau của chúng ta vẫn là cái kích thước này. Và lớp xe của chúng ta đây là lớp MOS các bạn nha, chứ không phải là lớp Runlat. MOS đây là một cái lớp mà cách âm, một cái lớp cách âm ở bên trong ha. Đó, và hệ thống treo xe của chiếc xe này vẫn là hệ thống treo E-matic giống như trên những chiếc xe S-Class hoặc là những cái chiếc xe mà Duy đã từng giới thiệu cho các bạn xem rồi. Đây là hệ thống phục hơi, nó gọi là phục hơi. Thì nói chung là về những cái phần mà hệ thống treo xe hay là mâm xe, phanh xe này nọ các bạn, nó cũng giống như là những cái chiếc xe xăng thôi, nó cũng không khác gì. Nó chỉ khác là chiếc xe này được chạy bằng pin, bằng điện, và động cơ là động cơ điện không có đổ xăng thôi ha. Ok, tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy nè, khi mà chúng ta nhìn từ bên hông của cái chiếc xe này các bạn, đây, nó sẽ rất là khác với những cái chiếc xe S-Class nè. Từ khu vực này các bạn sẽ thấy được vuốt dài ra phía sau đó, đến cái cốp phía sau luôn. Thì đây là một cái thiết kế nó gọi là one bow, có nghĩa là giống như là một cái cung tên đấy các bạn. Các bạn thấy nè, giống như một cái cung tên ha. Đó, với cái thiết kế này khi mà chúng ta đứng từ bên hông các bạn thấy là cái xe chúng ta nó rất là hiện đại. Đó, và đối với cái chiếc xe EQS các bạn, 450 hoặc 580 đều sử dụng cái tay nắm ẩn giống như trên chiếc xe S-Class ha. Với tay nắm này thì Duy đã giới thiệu cho các bạn xem rồi, nó cũng không có xa lạ gì nữa ha. Khi chúng ta chạm vào thì nó sẽ đưa ra ha, chạy thì nó sẽ được ốp vào. Đó, cái kính xe cũng vậy các bạn, cái kính xe bây giờ nó sẽ được gắn ở một trên cái cửa. Cái gương ha, cái gương chiếu hậu của xe ha, bây giờ được gắn ở trên cái cửa nè.
Thì đây là cái thiết kế của những cái chiếc xe thể thao á. Còn nếu mà những cái chiếc xe sedan thông thường á thì các bạn sẽ thấy là xe ốp ở trên cái khu vực này. Thì cái kính này nhìn cũng tối giản rất là hay các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy trên cái kính này nó cũng sẽ có cái hình, cái đèn hình tam giác. Thì bởi vì là cái chiếc xe EQS này các bạn, nó vẫn tích hợp hệ thống cảnh báo điểm mù ha, hệ thống cảnh báo lệch làn đường nè, hệ thống đề phòng va chạm nè, hệ thống hỗ trợ lái ha. Hầu như là tất cả những cái tính năng gì hiện đại và mới nhất của Mercedes-Benz đều được tích hợp trên những cái dòng xe EQS này các bạn, đều được tích hợp trên những dòng xe EQS này. Ngoài ra thì cửa xe của chúng ta là cửa xe không viền các bạn, không viền ha, nhìn nó rất là hiện đại luôn. Hơi tiếc một chút xíu các bạn là cái chiếc xe EQS 450 hoặc là 580 của chúng ta thì không được trang bị cửa hít ở thị trường Việt Nam. Chúng ta phải đóng bằng tay các bạn. Đây là một điểm hơi tiếc một chút xíu. Cửa sau cũng vậy ha. Bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở cái khu vực đèn ở phía sau các bạn, nó cũng rất là khác so với những cái chiếc xe xăng. Các bạn thấy nè, ở đây thì cái đèn hậu của chúng ta thì được thiết kế rất là nhỏ ha. Và các bạn nhìn nè, những cái bóng đèn ở trong các bạn nhìn nó hình xoắn ốc, giống như gọi là cái chuỗi ADN đó bạn. Hình xoắn ốc ra rất là đẹp và được kéo dài từ bên trái sang bên phải luôn, liền mạch luôn. Phía trước chúng ta cũng liền mạch, đèn liền mạch. Phía sau chúng ta cũng là đèn liền mạch ha. Phần cốp xe của chiếc xe EQS 580 hoặc là 450 các bạn thì đều là cái thiết kế các bạn nhìn rất là giống như những cái mẫu xe GT các bạn. GT thì cái phần mà cái cốp sau nó sẽ liền xuống như thế này ha. Ok, bây giờ Di sẽ mở cốp nè. Đó, đây là cái cốp xe giống như cái phân khúc GT các bạn, cho nên là các bạn thấy khi mà mở ra thì nó rất là rộng. Rất là rộng rãi ha. Di sẽ cho các bạn xem ở dưới này cũng không có gì hết, không có gì hết ha. Chỉ là một cái hộc để chúng ta để đồ thôi. Di sẽ để ở đây. Về phần cốp xe thì chúng ta cũng thấy không có gì mà đặc biệt lắm ha. Bây giờ Di sẽ đóng cốp lại. Ở đây có chữ EQS 580 và đây là cái Formatic ha. Giống như ban đầu Di đã nói là đây là cái hệ thống vận hành bằng hai cái motor điện ở phía trước và phía sau. Thì đối với chiếc xe EQS này các bạn, nó sẽ không có xài hộp số nè, không có xài coi như là hệ thống mà cầu xe giống như những cái chiếc xe xăng nữa. Chiếc xe EQS 580 này của chúng ta là sử dụng hai cái motor điện bạn. Thì cái motor điện ở phía sau với công suất là 245 kW và phía trước là 140 kW, cho nên là cho công suất tổng cộng lên đến là 585 mã lực, và cái moment xoắn lên đến là 858 mã lực. Có nghĩa là cái chiếc xe này nó cực kỳ mạnh luôn bạn. Với cái chiếc xe EQS 580 này các bạn, thì các bạn hình dung nó mạnh tương đương với một chiếc xe G63 AMG, và cái thời gian tăng tốc của chiếc xe EQS 580 này nó chỉ mất từ 4,2 giây từ 0 đến 100 km/h thôi các bạn. Và EQS 450 thì nó mất khoảng là 6,2 giây, có nghĩa là nó sẽ trễ hơn 2 giây so với cái 580. Ngoài ra thì một cái điểm mạnh của cái chiếc xe EQS 450 các bạn, thì Di mời các bạn đi lên phía trước một chút xíu nè. Các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ EQS 450 và có dấu cộng ha. Thì các bạn biết dấu cộng ở đây là gì không bạn? Nó thể hiện cho là cái quãng đường đi được dài nhất trong cái phân khúc đó. Ví dụ như đối với cái chiếc xe EQS 450 này, nó đi đến là 770 km cho một lần sạc điện đó. Và trong khi đó là cái chiếc EQS 580 của chúng ta thì đi được 710 km thôi. Có nghĩa là nó sẽ ít hơn một chút xíu so với cái 450 này. Bởi vì là chiếc xe EQS 450 này thì chúng ta chỉ sử dụng vận hành là cầu sao thôi, với công suất là 333 mã lực tương đương với là 245 kW. Còn lại thì hầu như là những cái tính năng khác nó cũng đều rất là giống trên cái chiếc xe EQS 580, về hệ thống treo xe, về thiết kế của bạn cũng gần như giống ha. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi xem một chút xíu nữa bên trong cái khoang nội thất của chiếc xe EQS 580 này. Di đã nổ máy cái chiếc xe EQS 580 này lên các bạn. Thì khi mà Di nổ máy lên các bạn thì hầu như là nếu mà chúng ta không biết các bạn, thì có thể là nhìn vào những cái màn hình, nhìn vào những cái thông số đó, thì chúng ta cũng chưa biết là nó có nổ máy hay không luôn.
đó, bởi vì là cái chiếc xe đây là cái chiếc xe điện, nó rất là êm ái các bạn. Thì đối với cái xe xăng của chúng ta thì các bạn biết rồi ha, khi mà chúng ta nổ máy, cho dù cái chiếc xe nó có êm ái như thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn có một cái độ rung, vẫn có một cái tiếng ồn. Nhưng đối với động cơ điện này hầu như là chúng ta sẽ không nghe được bất kỳ một cái tiếng ồn nào hết, một tiếng rung, một tiếng lắc gì hết các bạn. Có nghĩa là động cơ điện, Duy nghĩ là về vận hành của cái chiếc xe EQS 580 này trên đường bạn, đảm bảo nó sẽ êm hơn rất rất là nhiều so với là những cái chiếc xe xăng. Đó là một điều không thể bàn cãi được các bạn, bởi vì là khi mà chúng ta ngồi ở đây hầu như chúng ta sẽ không biết được cái xe nó nổ máy rồi. Đó, thì mà chúng ta lắc cái vô lăng thì chúng ta mới biết nè. Chúng ta lắc cái vô lăng thì chúng ta mới biết, hoặc là chúng ta đạp ga thì nó sẽ trên màn hình nó có thể hiện để chúng ta biết là cái xe chúng ta đang nổ máy. Đó, và một cái điểm mà coi như là rất rất là ấn tượng, coi như là rất là ấn tượng của chiếc xe EQS 580 này các bạn, và hầu như là khi mà khách hàng nhìn vào cái chiếc xe này thì đều bị choáng ngợp bởi cái màn hình này các bạn. Các bạn thấy nè, cái màn hình được kéo dài từ bên này sang bên này luôn. Đây là cái công nghệ màn hình Hyper Green của Mercedes-Benz, và hiện tại chỉ có trên cái chiếc xe EQS 580 này thôi. Đó, và với cái màn hình này các bạn thì các bạn thấy là nó sẽ không có bằng phẳng đâu bạn. Các bạn thấy là cái màn hình này nó không phải nó phẳng từ bên này sang bên này đâu, mà khu vực chỗ này nó khác ha, còn khu vực chỗ này nó lại cong theo kiểu khác, và khu vực này nó lại khác nữa ha. Cái màn hình này thì chắc chắn dành cho cái người ngồi phía này các bạn, để mà xem phim giải trí giống như hai cái màn hình phía sau. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy là hai cái màn hình gối đầu phía sau để cho chúng ta giải trí ở phía sau, cho người ngồi phía sau để xem thôi các bạn. Nhưng trong trường hợp mà cái xe của chúng ta chỉ có là hai vợ chồng đi thôi ha, thì chị vợ muốn ngồi ở bên này để xem phim á các bạn, thì bắt buộc sẽ sử dụng cái màn hình này ha, nó tiện lợi hơn rất là nhiều, thay vì phải đi ra gần phía sau để mà ngồi. Thì như thế là nó cũng giải quyết được rất nhiều thứ các bạn thấy không đó. Và một cái điểm nữa các bạn, cái màn hình chỗ này các bạn nó rộng tới là hơn 17 inch đó, hơn 17 inch luôn, nó rất là to nè. Và cái màn hình này nó sẽ được uốn cong như thế này các bạn, uốn cong một chút xíu để đảm bảo cho những cái góc nhìn khác nhau nó sẽ vẫn cho cái độ nét gần như nhau các bạn. Và đây là cái màn hình OLED luôn ha, cho nên là cho một cái màu sắc cũng như độ sắc nét rất là cao. Hiện tại bây giờ là do chiếc xe của chúng ta được có bọc một cái lớp ni lông ở bên ngoài các bạn, cái màn hình của chúng ta đó. Cho nên là các bạn thấy là nó hơi lem luốc, cũng như là nó không có được sắc sảo lắm, không được sắc nét lắm ha. Thì khi mà xe mới, do là xe mới cho nên là Duy sẽ không có tháo cái này ra cho các bạn xem được đó. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy nè, cái chi tiết máy lạnh nè các bạn, khu vực này là cái khu vực này máy lạnh nè, cái khe của máy lạnh nè các bạn. Trước đây thì các bạn sẽ thấy là những cái chiếc xe của chúng ta nó sẽ có những cái hốc gió máy lạnh giống như những cái tua bin như thế này các bạn, nhưng mà bây giờ nó chỉ còn có hai tua bin bên trái và bên phải thôi. Và đây cũng là những cái khe để máy lạnh nè đó. Và các bạn thấy cái khe máy lạnh này nó được bọc bằng một chất liệu giống như là bằng vàng hồng ha các bạn, nhìn nó rất là sang trọng nè đó. Và đèn viền của chúng ta các bạn, đây là đèn viền đèn hệ thống đèn viền nội thất thích ứng nữa đó, cho nên là cái đèn này các bạn nó sẽ tùy biến theo cái âm thanh trong xe, khi mà chúng ta chọn những cái chế độ mà âm thanh khác nhau ha, hoặc là khi mà xe của chúng ta chỉnh máy lạnh, hoặc là hệ thống cảnh báo điểm mù nó cũng sẽ chớp ở những cái khu vực này luôn đó, thể hiện cho chúng ta biết ha đó. Và cái hệ thống đèn viền chủ động này các bạn, thì khi mà các bạn lái và trải nghiệm cái chiếc xe trên đường, các bạn nó có rất là nhiều thứ tạo cho chúng ta cái cảm giác rất là thích thú ha đó. Các bạn thấy nè, một chút xíu nó sẽ đổi màu, một chút xíu nó sẽ đổi màu ha. Đó, rất là hay. Đó, Duy tăng nhiệt độ lên các bạn sẽ thấy không? Cái màu đỏ nó sẽ chạy nè. Duy giảm nhiệt độ cái màu xanh nó sẽ chạy ha. Đó, ngoài ra thì hệ thống cảnh báo điểm mù nó cũng sẽ báo trên cái đèn viền chủ động này luôn. Nó rất là hay luôn. Đó, chiếc xe này của chúng ta EQS 580 là được trang bị cái body kit của AMG các bạn. Đây là một cái body mà ở Việt Nam này các bạn thì là tiêu chuẩn, nhưng ở nước ngoài nó gọi là option đó. Cho nên là với cái body AMG này ở nước ngoài thông thường khách hàng phải trả thêm tiền. Và đặc biệt các bạn, vô lăng của chúng ta vẫn là cái vô lăng thế hệ mới của AMG ha. Ngoài ra thì chiếc xe điện này các bạn nó có rất rất là nhiều thứ coi như là rất là mới mẻ các bạn, thì không thể nào một trong cái video clip này Duy có thể giới thiệu hết cho tất cả các bạn biết, nào là cái cách sạc như thế nào nè, sạc bao lâu ha, của chiếc xe này nó sẽ đầy bình nè, và có bao nhiêu loại sạc cho cái chiếc xe này nữa ha. Thì hiện tại nha, Duy chia sẻ ngắn thôi, hiện tại đối với cái chiếc xe EQS 450 hoặc là 580 này thì chúng ta chỉ sạc được cái sạc wallbox, hiện tại chúng ta chỉ sạc được cái sạc wallbox thôi, và ở nhà thôi các bạn đó. Còn hầu lại hầu như là
những cái chạm sạc mà ở rải rác ở thành phố hoặc ở tỉnh thì hiện tại vẫn chưa có đó. Và khi mà chúng ta đi các chiếc xe EQ này các bạn, EQS này các bạn, thì chúng ta phải hạch ra cái lộ trình mà chúng ta đi được khoảng bao nhiêu km các bạn, để mà chúng ta chuẩn bị cái pin cho cái chiếc xe của chúng ta đó. Bởi vì là cái hệ thống pin này nó chạy được hơn 700 cây số, cho nên có thể nói là nó cũng rất là chủ động ha. Chúng ta có thể là đi chơi ở những cái đoạn đường mà chúng ta có thể kiểm soát được quãng đường của chúng ta đó, thì nó cũng sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều đó. Thì hiện tại ở Việt Nam mình chưa có trang bị nhiều cái sạc, hầu như không có trang bị những cái sạc nhanh đó các bạn, cho nên nó cũng hơi bất tiện một chút xíu. Nhưng đối với những anh chị khách hàng mà chọn cái chiếc xe EQS này các bạn, thì thực sự là những khách hàng gọi là đi đầu của xu hướng ha. Họ khách hàng không quan tâm đến những cái vấn đề bất tiện của chiếc xe này nữa, mà cái khách hàng quan tâm đến đó là cái sự trải nghiệm cũng như là cái cảm xúc khi mà khách hàng sở hữu chiếc xe này và lái cái chiếc xe này cùng với lại những cái người thân ở trong gia đình ha. Đó là mới là cái yếu tố mà có thể là quyết định hàng đầu dành cho những khách hàng mà quyết định mua cái chiếc xe EQS này đó. Mặc dù đây là một cái chiếc xe rất là mới mẻ cũng như là có rất là nhiều bất cập trong cái vấn đề mà sạc điện ha, nhưng cái vấn đề đó nó không thể nào mà cưỡng lại cái vẻ đẹp của cái chiếc xe EQS cũng như là cái sự hiện đại của nó ha. Đó. Và cái EQS 580 này hoặc là EQS 450 các bạn, thì nó Mercedes-Benz thiết kế một cái khung rầm riêng dành cho xe điện. Đó, hiện tại các đối thủ của chúng ta như là Porsche Taycan các bạn thì vẫn cái sử dụng cái khung gầm của chiếc xe xăng đó và gắn động cơ điện thôi. Nhưng đối với cái hệ thống mà Mercedes-Benz EQ này các bạn thì phát triển riêng một cái khung sườn dành cho xe điện, cho nên là cái cách mà Mercedes-Benz bố trí bình điện hoặc là những cái thiết bị khác các bạn thì nó cũng sẽ tối ưu hơn rất là nhiều so với là chúng ta lấy một cái khung gầm của chiếc xe xăng mà để lên trên chiếc xe điện ha. Rất là nhiều thứ. Ngoài ra cái màn hình này thì nó quá là nhiều những cái tính năng ở bạn. Quá nhiều tính năng rất là hay ho rồi. Ví dụ như cái màn hình này, khi mà cái người lái của chúng ta mà đang lái xe bạn mà chỉ liếc nhìn qua cái màn hình này bên này thôi, thì tự động cái màn hình của chúng ta sẽ giảm cường độ sáng lại liền. Đó có nghĩa là nhắc nhở cho chúng ta là cái người lái xe nè, không có được nhìn vào cái màn hình này bởi vì là mất tập trung ha. Mercedes-Benz họ nghĩ tới rất rất là nhiều thứ mà chúng ta chưa có nghĩ tới. Trước khi đi ra quan sát các bạn sẽ thấy khu vực này các bạn. Chỗ khu vực này nó là một cái hộc để đồ và nó rất là trống ở chỗ này. Các bạn nhìn thấy nó giống như một chiếc du thuyền ha, rất là giống ha. Bởi vì đây là một cái chiếc xe S bằng điện các bạn, cho nên là cái khoang sau của chiếc xe EQS này nó cũng sẽ rất là rộng rãi ha. Các bạn thấy nè, rất rất là rộng rãi luôn. Bởi vì cái chiều dài của cái chiếc xe EQS này nó dài hơn 5m2, có nghĩa là nó tương đương với cái chiếc xe S-Class luôn. Chỉ có điều là chiếc xe của chúng ta chạy bằng điện thôi. Nhưng đối với cái chiếc xe EQS này nó sẽ khác một chút xíu so với lại cái chiếc xe S-Class truyền thống. Đó là cái chiếc xe này được thiết kế có thể là dành nhiều hơn cho cái người lái ở phía trước. Đó, cho nên là cái khu vực này các bạn, cái ghế ngồi này thì Di thấy cảm nhận là một điều là ngồi thì nó sẽ không có được tiện nghi nhiều giống như trên cái chiếc xe S-Class đâu. Đó, nhưng mà không sao các bạn, bởi vì đây là một cái chiếc xe dành cho người hiện đại các bạn, cho nên nó không phải là vấn đề nữa các bạn. Các bạn sẽ thấy ở khu vực này chúng ta vẫn có một cái màn hình, khu vực này cũng có một cái chỗ để chờ để lắp cái màn hình iPad này các bạn, bởi vì xe của chúng ta sẽ được trang bị cái iPad chỗ này ha, để cái người ngồi sau có thể là điều khiển những cái màn hình giải trí, âm thanh, nghe nhạc hoặc là đèn này đó, tất cả mọi thứ trên cái màn hình này ha. Màn hình này phía sau cũng là cái màn hình MBUX cảm ứng ha, nó cũng giống như trên chiếc xe S-Class thôi, nó cũng không có khác gì hết. Và ghế ngồi của chúng ta hiện tại bây giờ là có 4 cái ghế massage luôn các bạn nha. Ngàn người ngồi phía sau chúng ta cũng có thể trải nghiệm cái ghế massage nè, ghế ngồi nè các bạn ha, chỉnh được cái độ ôm của ghế, độ phồng của ghế nè. Ghế massage của chúng ta có rất là nhiều những cái chế độ nè, các bạn thấy không? Ok. Đó thì về khoang sau thì nó cũng sẽ là như vậy thôi, nó cũng không có khác gì nhiều so với cái chiếc xe xăng đâu. Đó, và bây giờ Di sẽ mời các bạn đi ra bên ngoài ha. Mọi khi thì Di sẽ hay cho các bạn xem cái khoang động cơ của những cái chiếc xe ở cái phần cuối cùng các bạn, nhưng mà đối với cái chiếc xe EQS 450 hoặc là EQS 580 này thì chúng ta sẽ không có mở được cái nắp của capo này.
không phải là không mở được các bạn, nhưng mà Mercedes-Benz thiết kế các bạn cái nắp capo này nó rất là khó mở, và chỉ dành cho những cái người thợ, những kỹ thuật viên của chúng ta mới có thể mở cái nắp capo này thôi. Bởi vì khuyến cáo là ở bên trong cái nắp capo này nó là một cái dòng điện cao áp ha, cho nên là chúng ta không có chuyên môn của bạn thì chúng ta không nên mở cái nắp lên này. Và đối với cái chiếc xe EQS 450 hoặc là 580 này các bạn, thì ở bên trong cái capo này các bạn, nó sẽ có một cái lọc bụi mịn ha, lên đến 99,65% cái bụi mà cho vào trong cái cabin luôn. Cho nên là hiện tại bây giờ có thể nói là đây là một cái chiếc xe mà có thể nói là bên trong nó cho một cái không gian sạch sẽ và coi như là tinh khiết nhất có thể luôn ha, rất là đặc biệt luôn. Và đối với cái chiếc xe EQS này các bạn thì cái thời gian mà bảo dưỡng nó cũng sẽ khác rất là nhiều so với lại cái chiếc xe xăng. Bởi vì là đối với hệ thống điện thì các bạn thấy hầu như là nó cũng không có phải cần phải thay nhớt, không có phải là thay nước làm mát động cơ gì nọ giống như những cái chiếc xe xăng nữa, mà là hầu như là chúng ta không có thay những cái đó luôn. Và cái thời gian bảo dưỡng bảo trì của nó hiện tại bây giờ vẫn chưa được cập nhật, nhưng mà dự kiến nó khoảng tầm là 15.000 km chúng ta mới có thể là bảo dưỡng một lần. Và Duy nghĩ là hầu như là chúng ta chỉ việc thay cái lọc mà của cái máy lạnh là hầu như là nhiều thôi đó. Còn lại hầu như là Duy biết không biết là bảo dưỡng ở đây là bên kỹ thuật họ bảo dưỡng những cái gì nữa. Và hy vọng sắp tới thì những cái thông tin về bảo dưỡng bảo trì thì Duy sẽ được training nhiều hơn ha, về cái chiếc xe EQ mới này đó. Ok, và một cái điểm nữa các bạn là chắc chắn các bạn sẽ hỏi là cái chiếc xe này nó sạc bao nhiêu lâu nó sẽ đầy ha. Thì tùy theo cái mô đun sạc nó như thế nào. Chẳng hạn như hiện tại bây giờ chúng ta chỉ lắp được cái wallbox ở nhà thì cho cái nguồn điện mà một pha các bạn, thì chúng ta sạc khoảng tầm 15 tiếng nó sẽ đầy cái này. Bởi vì là dòng điện một pha cho cái wallbox này thì nó vào điện khoảng tầm là 7 kW thôi, nhưng mà chiếc xe của chúng ta nó lên đến là 107 kW, cho nên nó khoảng mất 10-15 tiếng để sạc đầy. Còn nếu mà chúng ta trang bị cái wallbox mà lắp cái nguồn điện 3 pha các bạn, thì cái dung lượng sạc nó khoảng tầm 11 kW, cho nên là nó khoảng tầm 10 tiếng, gần 10 tiếng thì nó sẽ đầy cái chiếc xe EQS của chúng ta. Cũng rất là, Duy nghĩ là cũng khi mà chúng ta đi làm buổi tối về các bạn, thì chúng ta có thể cắm sạc và để sáng ngày hôm sau nó sẽ đầy rồi. Và cái khuyến cáo của chúng ta các bạn thì chúng ta sẽ sạc điện từ 30% đến 80%, như vậy thì cái pin của chúng ta nó sẽ được bền hơn rất là nhiều. Và cái chiếc xe EQS này các bạn thì cái thời gian bảo hành hiện tại bây giờ Duy vẫn chưa được cập nhật luôn đó. Và dự kiến các bạn nha, dự kiến thì cái bảo hành của chiếc xe EQS này nó khoảng tầm là 5 năm ha. Và cái pin không bạn, cái pin mà bảo hành cho cái pin không thì nó khoảng tầm 10 năm. Đó là cái thông tin mà Duy được coi như là cũng chưa phải là chưa hẳn là chính xác hết 100%, nhưng đó là một cái thông tin tham khảo dành cho các anh chị các bạn. Ok, để biết thêm những chi tiết về cái dòng xe EQS 450 hoặc 450 hoặc là 580 này thì các anh chị các bạn thì có thể đến showroom Mercedes Phú Mỹ Hưng Minh Duy để trải nghiệm ha. Bởi vì là showroom Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng Minh Duy là cái showroom đầu tiên ở phía Nam được trưng bày và bán cái chiếc xe điện này. Ok, để biết thêm chi tiết thì các anh chị các bạn vui lòng liên hệ với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video tiếp theo.